beautifully boat. Are you ready? Trước, tôi là người mẫu. Đó là những khoảng thời gian quý giá, là bệ phóng để công chúng biết về tôi. Nhưng vẻ bề ngoài không phải là điều duy nhất mà tôi muốn mọi người nhớ đến. Chạm tay điện ảnh cho tôi những trải nghiệm quý giá, đồng thời thắp lên trong tôi khát khao chinh phục những lĩnh vực mới. Đột ngột rẽ lối sang lĩnh vực ca hát chỉ từ sự thôi thúc của đam mê. Lúc đó, tôi biết nhiều người nghĩ về tôi như một tay ngang đi hát. Trong nghệ thuật, không có con đường tắt, chỉ có đường duy nhất từ trái tim đến trái tim. Baby, tell me what you want, tell me what you say. Là em chẳng yêu đuối như bao người yêu. Baby, tell me what you want, tell me what you say. Là em anh hằng mong nhớ. Tôi mang trái tim mình dốc hết qua những bài hát để đổi lấy tình yêu của khán giả. Và đó là phần thưởng lớn nhất cho sự nghiệp ca hát của tôi. Trở thành huấn luyện viên The Voice và The Face giúp khán giả biết thêm một góc khác của tôi. Tôi được mọi người công nhận nhiều hơn. Có yêu thì có ghét. Người ta bảo nếu bạn không thể chịu được áp lực từ tin đồn, bạn đừng làm nghệ sĩ. Nghề này không phù hợp với người dễ bị tổn thương. Là con người sẽ có những phút yếu đuối, nhưng tôi không bao giờ cho phép mình gục ngã. Đôi khi, người ta phải mạnh mẽ vượt qua những nhiễu loạn của cuộc sống để có thể bước lên một tầm cao mới. Be beautifully bold, tinh tế, lôi cuốn, nhẹ nhàng, nhưng đầy nội lực, mạnh mẽ và táo bạo. Đó là nguồn cảm hứng và lựa chọn của tôi để chinh phục chặng đường chông gai phía trước. Tiếp tục khẳng định năng lực với vai trò mới sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất của tôi dành cho mọi người. Tôi là Hồ Ngọc Hà. Phong cách sống của tôi là Be Beautifully Bold. Còn bạn?